Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 8, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình số 02 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 20 về phát triển kinh tế xã hội. Công an Thái Bình đảm bảo an ninh trật tự để phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Các ngành chức năng tỉnh Thái Bình đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình số 02 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 20 về phát triển kinh tế xã hội đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thuận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 về phát triển kinh tế xã hội đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự thảo kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo kết quả tự giám sát việc lãnh đạo thực hiện chương trình số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 về phát triển kinh tế xã hội đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị được thẩm tra xác minh. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành, tổ chức thực hiện cuộc giám sát. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Đây là việc làm thường xuyên định kỳ để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Qua giám sát đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế thiếu sót, đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Phải chỉ ra điểm mạnh, mặt được, rồi sau đó những hạn chế, điểm yếu, rồi có thể phân tích chỉ ra nguyên nhân, cách khắc phục, nhưng trên tinh thần là đánh giá đúng. Mà đánh giá đúng ở đây trước hết là quay trở lại phải xác định đối tượng giám sát là gì. Vậy thì đối với đối tượng là Ban Cán sự Đảng và Ban Dân tỉnh thì ta giám sát điều gì? Giám sát ở đây là giám sát trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, khu trú trong đó. Tất nhiên trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo thì nó phải được mô tả bằng kết quả, mô tả bằng cái sự chấp hành triển khai. Nhưng nói đến trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo thì phải nói rõ hơn, trước hết là quán triệt và triển khai thực hiện. Thứ hai là công tác tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có ban hành các chủ trương định hướng để tổ chức thực hiện chương trình 02. Cái thứ ba nữa là phải kịp thời kiểm tra chủ trương của Ban Cán sự Đảng và Ban Dân tỉnh chỉ đạo để tổ chức cụ thể hóa chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ. Có rõ không? Các đơn vị, sở ngành, các địa phương có lĩnh hội, có quán triệt được không và có tổ chức triển khai thực hiện không? Đảm bảo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đó đi đúng hướng, đúng theo mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra để dẫn đến là có kết quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc giám sát phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Đồng chí cũng thống nhất với nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành giám sát, đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Sáng nay, thành phố Thái Bình triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 và diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Công tác tuyển quân năm 2023, thành phố phấn đấu giao đủ quân chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không có loại trả. Để hoàn thành các chỉ tiêu, thành phố chỉ đạo các địa phương đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai đầy đủ quy trình các bước tuyển chọn kế hoạch,
thực hiện tốt công tác rà soát và phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ tốt cho công tác khám sơ tuyển tại các xã phường vào đầu tháng 10 năm 2022. Về công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố năm 2022, dự kiến tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 tại 8 xã phường, thực hành diễn tập với 3 giai đoạn, 9 vấn đề huấn luyện. Trong đó, giai đoạn 1, giai đoạn 2, diễn tập vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn. Tham gia diễn tập gồm các thành phần khối đảng, khối chính quyền, khối đoàn thể và lực lượng thực binh là trung đội dân quân cơ động xã phường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Thái Bình đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội cũng như đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thì việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được lực lượng công an tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ cơ sở. Liên Hà Thái là khu công nghiệp đầu tiên trong khu kinh tế Thái Bình được khởi công xây dựng vào cuối năm 2020. Nhiệm vụ đầu tiên và cũng là quan trọng khó khăn nhất đối với dự án đó là giải phóng mặt bằng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Công an huyện Tây Thụy đã triển khai nhiều giải pháp, phối hợp cùng các ban ngành của huyện tuyên truyền vận động nhân dân trong bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Nhờ an ninh trật tự được đảm bảo, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cũng như thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp này. Chúng tôi mở các cái đợt cao điểm để tấn công, trấn áp các loại tội phạm liên quan đến khu công nghiệp, dịch vụ đô thị Liên Hà Thái, giải quyết tình hình ngay từ cơ sở, không để hình thành các cái điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Chúng tôi đánh giá rất cao công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an huyện, đặc biệt là công tác nắm tình hình. Trong một số vụ việc cụ thể tại hiện trường thì các đồng chí đã chủ động nắm bắt thông tin và thông tin trực tiếp đến nhà đầu tư và cùng đưa ra một số giải pháp để giữ gìn an ninh trật tự. Hiện nay tỉnh Thái Bình đặt ra nhiều nhiệm vụ mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư. An ninh trật tự luôn được xem là yếu tố quan trọng hỗ trợ đắc lực cho thực hiện các nhiệm vụ. Do đó, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng ban và công an các địa phương tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp nên 7 tháng năm 2022, số vụ tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 13%. Lực lượng an ninh y tế tăng cường sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm tốt công tác nắm tình hình, để chủ động phát hiện và đấu tranh đối với những các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, thế và làm tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Đồng thời nữa là chúng tôi sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt cái chế độ chính sách, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động, không để xảy ra cái đình công đại công. Công an tỉnh xác định cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ sống còn số 1 để triển khai thực hiện các cái dự án. Thế và đặc biệt là chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện thành phố thường xuyên có mặt ở địa bàn để chủ động nắm tình hình, nắm chắc tình hình và phát hiện các cái vụ việc nó có liên quan đến trật tự để phối hợp tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, tạo cái môi trường an toàn lành mạnh để phục vụ cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như là thu hút đầu tư. Tỉnh Thái Bình đang chuyển mình mạnh mẽ để cùng hòa nhập với sự phát triển của đất nước, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Cùng với sự phát triển đó, lực lượng công an nhân dân ngày càng đóng vai trò quan trọng và đặt ra nhiều yêu cầu và nhiệm vụ mới. Trước hết là phải xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo môi trường ổn định để kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo quy định tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trang trí đường phố trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo quy định, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời phải tuân thủ theo quy định của luật quảng cáo và quy định của pháp luật khác có liên quan, đảm bảo mỹ quan, phù hợp với quy hoạch của tỉnh về sử dụng đất, xây dựng, giao thông và các nội dung liên quan. Theo đó, dự thảo có 5 chương 36 điều, trong đó có những lưu ý về khu vực cấm quảng cáo, khu vực hạn chế quảng cáo và hoạt động quảng cáo được khuyến khích. Vai trò trách nhiệm của các sở ngành đơn vị liên quan.
Sau khi nghe các đại biểu thảo luận đóng góp vào dự thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các sở ngành địa phương, bổ sung hoàn thiện dự thảo, trên cơ sở đó phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các quy trình trình tự để hoàn thiện, sau đó tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản để các địa phương sớm triển khai thực hiện, tạo sự thay đổi mới về mỹ quan trên địa bàn tỉnh. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song mỗi cán bộ người lao động đang tham gia xây dựng tại dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đang nỗ lực nêu cao tinh thần tự lực, đặt quyết tâm cao trong từng hạng mục. Đây là giai đoạn có tính quyết định trong cuộc đua hướng về đích hoàn thành dự án vào cuối năm nay. Theo báo cáo của Tổng thầu Petrocon, trên công trường dự án các nhà thầu đã huy động khoảng 1.100 công nhân thi công trực tiếp làm việc gia công, lắp đặt, sửa chữa, chạy thử và sẽ tiếp tục huy động để thi công chạy thử đồng loạt các hạng mục. Công trường có 35 đơn vị tham gia thi công và chạy thử, gồm 27 nhà thầu thi công trong nước, 4 nhà thầu nước ngoài. Theo báo cáo mới nhất của tổng thầu dự án, tiến độ tổng thể dự án đạt trên 95%, chậm 2% so với kế hoạch. Đây là giai đoạn dự án cực kỳ phức tạp, khi cùng lúc phải triển khai xây lắp hàng loạt hạng mục, đồng thời vận hành chạy thử cả hai tổ máy chính của dự án. Đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết, dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đang đứng trước rất nhiều thách thức. Đến nay chỉ còn 140 ngày đến thời hạn vận hành toàn bộ nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Do đó, Ban Quản lý Dự án và Tổng thầu Petrocon đang nỗ lực hết mình và đưa ra các giải pháp để lấy lại tiến độ, hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra. Nhằm ổn định sản xuất, đáp ứng nguồn cung, bình ổn giá thịt lợn trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành công văn số 2892 về việc thực hiện các biện pháp phát triển chăn nuôi lợn bền vững và đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan và các huyện thành phố khẩn trương theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, cung cầu thịt lợn trên thị trường để có biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, nguồn cung thịt lợn, thức ăn chăn nuôi theo quy định, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ trục lợi, thao túng và nâng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm quyền lợi của người chăn nuôi, đồng thời không để thiếu hụt thịt lợn, giá thịt lợn tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và gây áp lực lên lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Ngành nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tái đàn, tăng đàn, tránh tình trạng găm lợn đẩy giá lên cao, đảm bảo hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động mang nhiều ý nghĩa lớn, đó là vừa chia sẻ hỗ trợ người lao động còn khó khăn về nhà ở, yên tâm làm việc, vừa hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân được người lao động để có nhân lực cho phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Tại Thái Bình, hàng trăm công nhân được nhận hỗ trợ đã rất cảm động với sự quan tâm này. Làm ở bộ phận kho của công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành đến nay được 4 năm, cũng là bằng ấy thời gian chị Ly đi thuê trọ. Nhận số tiền hỗ trợ theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, chị Ly cảm thấy xúc động bởi với số tiền này sẽ giúp chị một phần trong chi phí sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi ở Thái Thụy lên đây làm công việc công nhân cho nên là cũng vất vả. Xong là may được chính sách hỗ trợ của ủng hộ của các cấp chính quyền thì với số tiền đó thì cũng giúp chúng tôi trang trải cuộc sống đỡ vất vả hơn. Với lại giúp chúng tôi cải thiện cuộc sống hàng ngày. Đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê duyệt hỗ trợ cho 218 lao động của 20 lượt doanh nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là trên 260 triệu đồng. Cơ quan chuyên môn đã làm thủ tục chuyển tiền giải ngân đến người lao động nhanh nhất để giúp người lao động khó khăn về nhà ở yên tâm làm việc. Được sự hướng dẫn và giúp đỡ của các ban ngành, ví dụ như là Sở Lao động và Thương binh Xã hội, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, bên Bảo hiểm. Đến nay thì đơn vị đã hỗ trợ được 68 công nhân. Hơn 2 năm qua, do dịch COVID-19, công việc và thu nhập của người lao động bấp bênh. Hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó do thiếu đơn hàng, nên công nhân chỉ làm giờ hành chính và nhận mức lương cơ bản. Một số doanh nghiệp thậm chí còn cho công nhân nghỉ không lương từ 2 đến 3 tháng. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, người lao động rất cần khoản tiền ý nghĩa này. Hỗ trợ được cái tiền đấy thì cũng đỡ được cái khoản tiền nhà trọ được mấy tháng. Vì cái đầu năm thì con cái học hành các thứ xong ở trọ, lương thì dịp Covid thì nó cũng kém. Đến nay thì cơ bản các huyện thành phố cũng đã rà soát xong cái số hồ sơ
và sẽ báo cáo về tỉnh trong ngày 18 tháng 8 năm 2022, phấn đấu hoàn thành cái việc phê duyệt và giải ngân cái tiền hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động xong trước ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với ý nghĩa từ chính sách sẽ phần nào giải quyết được những vướng mắc để người lao động còn khó khăn về nhà ở, yên tâm làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giữ chân lao động để phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để đảm bảo an toàn phòng dịch cho trẻ bước vào năm học mới. Huyện Hưng Hà tổ chức cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Thưa quý vị, ca COVID-19 mới tiếp tục tăng cao. Hôm nay tỉnh Thái Bình ghi nhận 52 ca COVID-19 mới, tăng 11 ca so với ngày hôm qua. Hiện toàn tỉnh đang quản lý giám sát điều trị 410 ca F0, trong đó 50 ca đang phải điều trị tại cơ sở thu dung bệnh viện. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều biến thể phụ mới, các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng cũng đang gia tăng số ca mắc. Dịch bệnh đậu mùa khỉ có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta. Ngành y tế khuyến cáo các địa phương tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, thuốc, điều trị công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến nay Thái Bình đã thực hiện được khoảng 4.131.000 mũi tiêm. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 86,11%, mũi 4 đạt 58,26%. Hai địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp là Quỳnh Phụ và thành phố. Hai địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp là Vũ Thư và Đông Hưng. Đối với nhóm từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 25,12%, tăng 4% so với tuần trước. Tuy nhiên, vẫn còn hai địa phương có tỷ lệ tiêm thấp là Quỳnh Phụ mới chỉ đạt 10,83% và Thái Thụy 22,89%. Đối với nhóm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 77,13%, tăng 7% so với tuần trước. Tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 45,32%, tăng 10% so với tuần trước. Hai địa phương đang có tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ dưới 70% là Tiền Hải và thành phố. Một số địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ dưới 50% là Tiền Hải, Quỳnh Phụ, thành phố, Vũ Thư. Tỉnh Thái Bình cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 53 với 71.370 liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên. Các địa phương tổ chức tiêm đồng loạt ở các trung tâm y tế, bệnh viện, trạm y tế. Với những trường hợp người đủ điều kiện tiêm không di chuyển được đến điểm tiêm sẽ thực hiện tiêm lưu động tại nhà. Công tác tiêm chủng sẽ thực hiện cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong và ngoài giờ hành chính. Đợt 53 dự kiến hoàn thành trong ngày 5 tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến rất gần, trong khi biến thể mới BA.4, BA.5 xâm nhập nhiều nơi, khiến số ca mắc COVID-19 gia tăng, không ít ca bệnh nặng là trẻ nhỏ. Cả nước cũng chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa phải hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trước thực tế này, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Trước khi bước vào năm học mới, lo ngại việc con tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ nhiễm COVID-19 cao, chị Nhung đã đưa con đi tiêm phòng tại trạm y tế xã. Thực ra là lúc đi tiêm là mình cũng rất là băn khoăn, là không biết có nên tiêm hay không. Nhưng mà theo dõi trên những cái thông tin đại chúng ấy, thì mình thấy rằng là thời gian gần đây là cái dịch ấy, nó khá là căng thẳng. Và mình quyết định là hôm nay cho cháu đi tiêm. Chủ động phòng dịch cho con trước khi năm học mới bắt đầu là tâm lý chung của nhiều bậc phụ huynh. Song bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân thờ ơ trước các khuyến cáo của ngành y tế mà không muốn cho trẻ tiêm chủng. Hiện tỷ lệ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại một số nơi còn thấp, có những huyện chưa đạt nổi 40% trẻ tiêm mũi thứ hai. Các địa phương đang tăng cường phối hợp với ngành y tế và giáo dục, đôn đốc công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tiến độ. Chúng tôi là tuyên truyền hàng ngày trên loa đài truyền thanh này, và chúng tôi cũng lập một trang Facebook để chúng tôi kết nối với nhân dân, là khi mà chúng tôi có ngày tiêm này là chúng tôi đưa cả lên mạng, đưa cả lên đài truyền thanh. Các thầy cô giáo thì là báo cho các phụ huynh, họ có nhóm Zalo, thế là họ đến là họ đưa con đến tiêm. Cái nhóm tuổi từ 5 đến 12 tuổi thì trạm y tế sẽ kết hợp với các thầy cô bên trường tiểu học, trường trung học để lập danh sách đối tượng và tuyên truyền vận động cho phụ huynh của các cháu nắm được hiệu quả và lợi ích của việc tiêm vaccine. Trong quá trình tiêm cho trẻ thì cái quan trọng nhất là cái khâu khám sàng lọc và theo dõi sát sao cho trẻ trong vòng 24 đến 48 giờ đầu sau tiêm.
ngành y tế cũng tổ chức mạng lưới ứng trực cấp cứu ngay sau khi tiêm, túc trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh hoàn toàn yên tâm đưa trẻ đi tiêm càng sớm càng tốt. Ngày tựu trường sắp đến, tiêm vaccine đầy đủ sẽ giúp trẻ có thêm hàng rào bảo vệ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp khó lường. Cùng với đó là giúp thúc đẩy những mục tiêu xã hội khác, duy trì trạng thái bình thường mới. Sáng nay, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Hưng Hà tổ chức cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng chợ huyện Hưng Hà. Thửa đất bị thu hồi là của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Oanh tại tổ dân phố Đãn Tràng 1, thị trấn Hưng Hà, có diện tích 926,8m2, nằm trong dự án đầu tư xây dựng chợ huyện Hưng Hà. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn, các phòng chức năng và tổ dân phố đã tập trung tuyên truyền vận động, giải thích các cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tổ chức gặp mặt và đối thoại 9 lần với gia đình bà Oanh. Tuy nhiên đến nay, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Oanh vẫn chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Căn cứ các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà đã tiến hành kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc lên phương án đền bù. Tuy nhiên gia đình bà Oanh cố tình không nhận đền bù. Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập ban cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án. Trong thực hiện cưỡng chế, các khâu, các bước đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công tác tổ chức thực hiện cưỡng chế đảm bảo an toàn. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi mục Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị và các bạn, những công trình tòa nhà cao tầng ngày càng xuất hiện nhiều ngay tại trung tâm thành phố. Diện mạo mới của thành phố Thái Bình nhìn từ trên cao không chỉ đem lại một góc nhìn khác lạ, mà còn là minh chứng cho sự phát triển của thành phố đã và đang có nhiều đổi thay trong xu thế hội nhập và phát triển. Nhịp sống đô thị hôm nay sẽ đưa quý vị cùng khám phá một thành phố Thái Bình quen mà lạ từ góc nhìn này.